Dịch nhá. Trời mưa cả ngày, tôi ghét thời tiết này. Thời tiết này là rất là chán nản, hoặc là thời tiết làm cho tôi thấy chán nản. Rồi, vậy thì ở đây bản thân thời tiết nó là phải là in rồi, con nhớ chưa? Bản thân nó như vậy thì phải là tính từ có in. Vậy là depressing, depressing. Còn thời tiết làm cho tôi chán nản thì ở đây sẽ là depressed, depressed. Xong đấy. Ok. Sang câu số 2, tương tự làm câu số 2. À, thiên văn học là một trong những cái niềm đam mê, niềm quan tâm chính của Tân. Vậy Tân rất là quan tâm tới thiên văn học. Vậy chủ ngữ đây là Tân rồi thì sẽ là interested. Interested đó. Interested. Anh ta thấy cái môn thiên văn học thật là thú vị. À, ở đây sẽ là interesting. Interesting, bản thân cái thiên văn học thú vị là in. Còn bị, người nào đó mà bị cái gì đó là đi. Sang câu số 3, tôi turn off the TV vào giữa chương trình. À, nhàm chán. Vậy chúng ta sẽ viết là chương trình nhàm chán. Chương trình nhàm chán, bản thân nó nhàm chán là boring. Nói rồi. À, boring. Tiếp theo mà tôi bị nhàm chán là gì? Là border. Một cái là boring, một cái là border. Sang câu số 4, Lan sẽ đi Singapore vào tháng tới. Cô ấy chưa bao giờ tới đó trước đây. Vậy là phấn khích. Chúng ta sẽ viết cái từ phấn khích bằng hai cách. Lan bị phấn khích khi tới Singapore. Hoặc là sẽ thật là một trải nghiệm phấn khích cho cô ấy. Ở đây, Lan bị phấn khích thì phải là gì? Exciting. À quên, excited này. Còn bên dưới sẽ là gì? Exciting. Đấy, ok. Tiếp theo, ensure là kiệt sức này. Hương dạy những đứa trẻ nhỏ nhá. Đó là một công việc nặng nhọc. Rồi, kiệt sức. Ensure. Kiệt sức. Làm nhiều quá, kiệt sức. Hương thường cảm thấy công việc như thế nào? À, rồi. Vào cuối ngày làm cô ấy thường bị kiệt sức. Rồi con suy nghĩ nào. Câu 1, câu A là in hay ED? Câu B là in hay ED? Đấy, cô ấy bị kiệt sức. Exotic. Exotic. Còn cái bản chất công việc đó là exhausting. Đó, biết nào. Biết nào. Rồi xong. Viết câu sau. Nào, bây giờ cấu trúc mới. Until, not until. Cho đến khi, tức là rạp chiếu phim không trở thành một ngành công nghiệp. Tức là phim ảnh không phải, đã không trở thành một ngành công nghiệp cho tới năm 1915. Nhờ nhìn ví dụ này. Not until. À, not until that. Nhìn ha, nhìn cấu trúc nhá. Not until này. It was not until 1915 that the cinema really became an industry. Đó, really became an industry. Quá khứ này. Không phải, à gì, không đến năm 1915 thì ngành công nghiệp thực sự trở thành một ngành điện ảnh. Rồi câu số 1, cô ấy đã không trở thành một giáo viên cho đến năm 1990. Chúng ta sẽ bắt chước, chúng ta viết. Ok. Ở đây sẽ là it was not until 1990. That này, chúng ta thêm từ that vào. Xong rồi she, bây giờ là became a teacher. Ok. Rồi, xong bài bên này. Câu số 2, anh ấy đã không biết làm cách nào để bơi cho đến khi anh ấy 30 tuổi. Phải đợi cho tới 30 tuổi. It was not until 30. Yeah, that he knew, quá khứ đơn. À, how to swim. Chép vào. Được chưa? Xu học xong chưa mà cứ lẩn vẩn với con. Cái thằng gì đó, thằng Khoa nó trôm ba cái hộp remote luôn á. Trời ơi, nó đi bảo nó vào lấy cái iPad nó trôm luôn, remote nó bỏ vào ba lô. Ừ. Khoa nó rồi. Thằng con nó chơi gì? iPad là thế nào? Trôm sữa. Còn mấy lốc Milo, lốc này remote ở đây mà nó trôm rồi.
Thơm chỉa rồi. Sao mà cứ ngứa hết người nha, tối rồi mà vẫn ngứa này. Mẹ đừng ngứa nơi. Đã quá. Nó đã quá hả? Bạn ngứa chết cha mà đã quá. Giờ bớt màu này mẹ. Chạy vô nhà đi. Học xong chưa? Đang tìm vở. Mệt lắm. Vở gì? Học với Hành mà giờ đi tìm vở. Còn mấy cái thằng đó nó tới nó lấy nó họ vứt cha đâu rồi đó. Học với Hành bực mình ghê, con gái con đứa. Rồi tiếp tục nào con. Ôi. Day didn't begin to learn English until 1980. Vậy bắt chiếc người ta mà ghi 1980. It was not until 1980 that day began to learn English. Con chắc chắn mấy thằng đó chỗ mà. Trong nhà không có. Vở gì? Sách nó à? Dạ. Ờ. Cái quyển gì nữa? Vở bài tập á. Sách bài tập á. Lúc nãy mẹ thấy có quyển đó như mấy. Học mẹ à? Học sao không dọn đi? Đây này. Học mới hành. Mẹ để đó ai mà thấy được. Lâu dữ. Rồi. Cậu bé đã không làm bài tập về nhà cho đến khi bố anh ấy đến. À, vậy trả lời viết đây nào. It was not until his father came that he the boy did his homework. Được chưa? Ok không con? Có ok không? Rồi câu số 5, trận đấu bóng đá đã không bắt đầu cho đến khi đèn được mở. Vậy chúng ta sẽ là phải chờ đến khi đèn được mở. The lights were on that the football match didn't start. Xong. Rồi, xong nhá. Chết xong chưa? Để xuống bài dưới. Xong chưa Nguyên? Nguyên ơi, xong chưa con? Chạy đâu rồi trời? Nguyên, xỉu rồi hả? Xong rồi cô. Rồi xuống bài dưới nào. Hoặc là the. And the mạo từ nhá. Khi chúng ta nhắc lại lần thứ hai hoặc cái gì là duy nhất, độc nhất, chúng ta xài the. Sáng nay tôi đã mua một tờ báo và một quyển tạp chí a magazine. Tờ báo được nhắc lại lần hai là con xài the cho cô. The newspaper thì nằm trong giỏ. Nhưng tôi không biết tôi đặt cái the magazine ở đâu. Nhắc lại thần hai xài the. Cứ nhắc lại là xài the bởi vì nó đã xác định rồi. The được gọi là mạo từ xác định. Tôi nhìn thấy một tai nạn vào sáng nay. Này nó chung chung. Nhắc lần đầu chúng ta xài hoặc ẩn. Mà accident nó bắt đầu chữ A cho nên chúng ta xài ẩn. Cái xe ô tô là xác định rồi. Chúng ta xài the. The car đâm vào một cái cây. Into a tree. Tài xế. Câu số 7 nè. The là người tài xế của cái xe hơi. Câu số 6 cho đi. Câu số 6 chúng ta sẽ xài là đi. Câu số 6 câu số 5 để con này số 5. Luôn. Một cái xe hơi đâm vào một cái cây. Người tài xế của cái xe hơi nhắc lại lần 2 xài the. Không bị thương. Nhưng xe hơi thì bị nguy hại nghiêm trọng. The
Được hả? Nhắc lại rồi, được hả? Rồi, sang câu số 3. Có hai ô tô đỗ ở bên ngoài, cái màu xanh và cái màu xám. Hai cái này xác định rồi, nhắc lại lần 2 rồi. Nói tới ai cũng biết rồi, chúng ta phải đờ. Cái màu xanh thì thuộc về, cái màu xanh này thì thuộc về, đờ này, thuộc về hàng xóm của tôi. Tôi không biết ai là chủ của cái màu xám nữa. Câu 13, đờ luôn. Ai là ông chủ của cái xe xám? Câu 4, bạn của tôi sống trong một ngôi nhà cũ ẩn âu hào, trong một ngôi làng nhỏ ở small village. Có một cái vườn rất đẹp phía sau ngôi nhà. Ngôi nhà xác định rồi, xài đờ. Tôi muốn có một cái vườn giống như vậy. Tôi có muốn có một cái vườn giống như vậy ở garden like that. Thuộc trước gì mà kêu âm trời. Xong chưa? Hết bài. Để sang sách bài tập Mai Lan Hương. Mai Lan Hương đâu rồi nhỉ? Không phải đâu rồi. Mai Lan Hương con nhá. Con mở sách Mai Lan Hương. Chép xong chưa con? Chép xong thì vẫy tay. Rồi. Đứa phải nói nhiều cho đâu học. Nói cho nó vui rồi. Thấy có vẻ khỏe rồi mà. Tối là nó tới nắng luôn. Nóng quá hả? Con bị lây trên trường hả? Mẹ lây không? Mẹ đi đâu mà lây rồi? Không biết nữa cô. Hai mẹ con đều bị luôn. Photo là chữ phờ, form là phờ, up là chữ vờ, fiction là chữ phờ. Trong sách có bài này không? Này chữ phờ này. Vậy sao nhỉ cô? Vàng. Cô coi trang bao nhiêu? Thôi rồi, trang 150. Rồi cô giảng thôi, hạn chế nói. Often, enough. Often là chữ phờ. Enough là chữ phờ. Cop là chữ phờ. Neighbor. Neighbor chữ g hờ này câm này. Cho nên chúng ta khoanh một câu này. Cái này khoanh câu này này. Câu dưới nó khoanh câu này này. Magazine là giờ, thousand là giờ, scientist là sờ, musical là giờ. Trong khoanh câu này. Magazine là chữ giờ, thousand là chữ giờ, scientist là chữ sờ, musical là chữ giờ.